Dưới cây hoa đào, một chàng trai đang cõng em gái trở về nhà. Lúc này một chiếc xe chậm chậm đi qua. Cô gái vội bảo bố cho xe lùi lại rồi thò đầu ra xin lỗi bé gái. Chàng trai ngoảnh đầu nhìn ánh mắt hai người chạm nhau. Jojin lập tức bị cô gái trong xe thu hút. Jeji cũng nhìn cậu đắm say, cánh hoa bay trong gió, không gian như ngừng đọng lại. Lúc này Jojin vẫn chưa biết vận mệnh của mình và cô gái này sẽ có sợi dây liên kết. Cứ như vậy Jeji rời đi trong luyến tiếc. Sáng hôm sau vui vẻ tới trường, không ngờ vừa tới trường đã bị giáo viên chặn trước cổng, chỉ vì cô không mặc đồng phục trường, nhìn kiểu ăn vận như đi trộm chó của cô, thầy lập tức dạy dỗ cô một trận. Jeji nói thầy giáo hành động như vậy là quấy rối. Câu nói này khiến thầy giáo cảm thấy rất mất mặt. Ngay sau đó Jeji chủ động cởi áo khoác, nhưng thầy giáo vẫn không tha cho cô, liên tục lấy thước đẩy Jeji về sau. Lúc này Jojin bất ngờ xuất hiện, bắt lấy cây thước trong tay thầy giáo. Không ngờ hành động này đã chọc giận ông ta, thầy giáo bắt anh bỏ cây gậy ra. Giáo viên tức giận phạt hai người chạy 10 vòng sân trường, còn thầy giáo ngồi chỗ dâm mát giám sát. Chạy được 5 vòng, do Jeji thể lực yếu không thể chạy nổi nữa. Jojin trông thấy vội chạy tới quan tâm hỏi han, nhưng Jeji hỏi Jojin vốn có thể chạy nhanh hơn, nhưng vì chờ cô mới chạy chậm lại đúng không? Jojin kêu Jeji nếu mệt thì hãy nghỉ ngơi, anh sẽ giúp cô chạy nốt phần còn lại. Nói xong liền giơ tay thông báo với giáo viên. Nhưng Jeji vội cản cậu lại, cô nói mình có một cách. Sau đó Jeji vừa chạy được vài bước đã loạng choạng ngất xỉu. Giáo viên lập tức sợ hãi vội chạy tới kiểm tra. Jeji hỏi Jojin thái độ của thầy như thế nào, đã bị lừa chưa? Thì ra vì để trốn phạt Jeji đã giả vờ ngất. Cứ như vậy Jojin cõng cô chạy tới phòng y tế. Thấy Jojin có hơi căng thẳng, cô vội nhắc nhở anh cô không bị ngất thật đâu, đừng căng thẳng như thế. Nói xong Jeji giả vờ ngất trên vai Jojin. Trong lớp học, giáo viên dẫn theo học sinh mới bước vào giới thiệu với mọi người. Jojin vui mừng phát hiện Jeji lại được phân tới lớp mình. Jeji giới thiệu bản thân với cả lớp. Cô còn khoe với các bạn, mẹ mình là một diễn viên nổi tiếng, cô có thể giúp bọn họ xin chữ ký. Điều này khiến các bạn vô cùng thích thú, nhiệt tình chào đón cô. Bất ngờ là Jeji lại trở thành bạn cùng bàn với Jojin. Vừa ngồi xuống đã nhiệt tình chào hỏi cậu nhưng Jojin lại tỏ ra rất lạnh lùng. Jeji tưởng Jojin tức giận vì vừa nãy đã làm cậu bị phạt lây. Đối diện với hàng loạt các câu hỏi của Jeji, Jojin vô cùng căng thẳng. Một lúc sau Jeji lôi ra tuyệt chiêu của mình. Cô hỏi Jojin có phải cậu thích cô từ cái nhìn đầu tiên vì cô quá xinh đẹp. Nhìn xinh đẹp lộng lẫy Jojin lập tức bị rơi vào lưới tình, anh thẫn thờ đến đơ người. Jeji chê Jojin nhạt nhẽo, nhưng Jeji không biết rằng trái tim Jojin lúc này đang đập loạn xạ. Vừa hết tiết Jojin liền vội vã ra khỏi lớp học. Jeji đi theo liên tục bắt chuyện với anh. Cứ như vậy Jeji đã theo Jojin vào tới tận nhà vệ sinh. Jeji xấu hổ vội trở về lớp học. Trong tiết thể dục, Jojin vừa rửa mặt xong, Jeji liền chạy tới đưa khăn cho anh. Jeji liên tục bị đối phương hắt hủi, khiến cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Sau khi tan học đi Jeji cùng các bạn, trông thấy Jojin cô đơn một mình thì vô cùng tò mò. Cho tới khi em gái chạy tới ôm cậu, trên mặt Jojin cuối cùng đã nở nụ cười. Jeji thắc mắc rõ ràng Jojin có thể cười tươi như vậy cơ mà. Jeji bỗng cảm thấy ghen vì chuyện này. Mà lý do Jojin luôn lạnh lùng như thế là vì anh có một người bố tàn nhẫn. Trong một đêm mưa gió, người đàn ông đang lái xe tải trên đường bỗng bị một chú chó chắn đường, ông lập tức đội mũ rồi xuống xe. Từng bước tiến về phía chú chó, buổi tối Jeji lo lắng chạy đi tìm anh trai, lại vô tình phát hiện chú chó của mình đã biến mất. Thế là cô vội vã chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Đi được vài bước vô tình trông thấy thẻ tên của chú chó trên đường. Sau khi nhặt nó lên ngước đầu trông thấy phía trước có một cánh cửa sắt. Cô lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào trong. Trong phòng vang lên tiếng chó kêu khiến Jeji cảm thấy sợ hãi. Cô muốn tới đó xác nhận có phải chú có của mình không, nên đã bước xuống tầng hầm. Vừa tới nơi, trùng hợp trông thấy Jojin đang cầm búa gõ mạnh vào lồng sắt. Trong lồng sắt chính là chú chó của mình. Trông thấy Jeji, Jojin lập tức đứng hình tại chỗ. Lúc này một bóng đen xuất hiện phía sau Jeji, người đó hỏi cô là ai sao vào được đây. Người đàn ông chậm chậm ép sát, Jeji sợ hãi ngã về sau. Jojin tay cầm búa nhìn về phía người đàn ông. Jeji nói đó là chú chó mất tích nhà cô. Cô thấy bảng tên rơi trước cổng nhà này. Hize nói cô là đứa trẻ hư, vì chuyện này mà tự tiện vào nhà người khác, như vậy là ăn trộm đó. Jeji sợ hãi lùi về sau thì Jojin nói với Hize đây là bạn của anh, là người bạn đầu tiên của con ở trường. Thì ra người đàn ông lập dị này chính là bố của Jojin. Jojin chỉ đang cố gắng phá khóa lồng sắt mà thôi. Hai bố con nhìn nhau như kẻ thù. Chuyện đã tới nước này người đàn ông quyết định bỏ qua. Jojin dắt tay Jeji rời khỏi căn hầm. Bố của Jojin nói thì ra là bạn của Jojin nhà ta. Mà ông lại chẳng biết gì cả, bố Jojin vội xin lỗi Jeji, giải thích ông chỉ muốn giúp chú chó tìm lại chủ nhân, nên mới mang nó về. Jojin thừa biết bố đang nói dối. Jihe còn nói khịa Jojin, ông nói anh làm quen được với bạn nữ sinh thật đấy. Jojin kéo Jeji về phía sau, chuẩn bị đưa cô về nhà. Đợi Jojin và Jeji đi khỏi, người bố trở về tầng hầm nhìn cây búa trong lồng liền lộ ra nụ cười quỷ dị. Trên đường về nhà, Jeji phát hiện tay Jojin bị thương. Jeji vội lấy khăn tay giúp anh băng bó vết thương. Jojin lần đầu cảm nhận được sự quan tâm anh rất bối rối. Jeji trách anh bị thương thì nói ra, đau thì cứ nói,
Sao anh cứ một mình chịu đựng như vậy? Ngay sau đó, Jojin bỗng đứng dậy dặn cô. Hãy quên đi chuyện xảy ra tối nay. Sau này hãy giả vờ như không quen biết anh. Jojin nhớ lại lúc anh bước vào phòng làm việc của bố. Trông thấy chú chó bị nhốt trong lồng lập tức nhận ra đây là chó của Jeji. Sau khi thấy dụng cụ trên bàn, cậu biết rõ bố sắp định làm gì. Vậy nên đã lấy búa đập lồng cứu chú chó ra ngoài. Mà lý do anh muốn vạch rõ ranh giới với Jeji là anh lo lắng bố sẽ làm hại đến cô. Không ngờ Jeji lại lắc đầu từ chối, mà Jeji thẳng thắn tỏ tình với Jojin. Câu nói đó khiến Jojin tính cách vốn hướng nội từ nhỏ mà anh cảm thấy vô cùng bối rối. Sau khi đưa Jeji về nhà an toàn, mẹ cô tiếp đón anh rất nhiệt tình. Bà vừa nhìn đã biết đây là một đứa trẻ đáng thương với nội tâm cô đơn, nên đã nắm chặt tay Jojin và nói cô rất thích anh. Mẹ Jeji hy vọng Jojin có thể làm bạn tốt với Jeji. Mẹ Jeji còn mời Jojin sau này hãy thường xuyên tới nhà cô chơi. Sự ấm áp thân thiết của mẹ Jeji khiến một người mồ côi mẹ từ bé như Jojin cảm thấy ấm lòng. Jeji thay quần áo xong liền vội chạy xuống lầu, cô ngồi xuống bên cạnh Jojin. Mẹ Jeji liền nói cô ngồi cạnh Jojin sẽ cảm thấy bất tiện đó, ngồi xa một chút đi. Jeji nói không đâu vì cô và Jojin là bạn tốt của nhau mà. Cô còn tuyên bố cô sẽ mãi mãi thích Jojin. Jojin xấu hổ đỏ bừng mặt. Nhìn Jeji hòa đồng cởi mở, Jojin lộ ra nụ cười hiếm thấy. Hai người bốn mắt nhìn nhau ngại ngùng quay mặt đi. Mẹ Jeji ngồi cạnh cũng không nhịn được cười. Trước khi về, mẹ Jeji còn tặng anh rất nhiều đồ ăn ngon. Mời anh lần sau hãy dắt theo em gái tới chơi. Sợ trên đường về lạnh, mẹ Jeji đã tháo khăn quàng cổ của mình xuống, ân cần quàng lên cổ anh. Trên đường về nhà, Jojin vẫn ngoảnh lại nhìn. Một gia đình ấm áp như vậy luôn là mơ ước của anh. Vừa về nhà, người bố lập tức tìm tới anh. Nhìn quần áo trên người và túi đồ ăn trong tay con trai, ông ta lộ rõ sự bất mãn. Ông chất vấn anh còn nhớ ông nói không, nói cho ông thử xem nào. Ông ta hỏi Jojin ông và anh với con chó mà anh vừa cứu kia có gì khác nhau. Jojin nói đều là cầm thú. Lúc này ông ta mới vui vẻ nói được lắm con trai của ta. Ông ta còn nói con người cũng chỉ là loài cầm thú cắn giết lẫn nhau mà thôi. Sau một hồi tẩy não con trai, ông ta thỏa mãn rời đi. Sau khi bố đi khỏi, Jojin trông thấy chiếc búa để lại trên bàn. Liền biết bố đang ngầm cảnh cáo anh không được quên đi dòng máu chảy trong người mình. Jeji vừa vào phòng ăn đã nhìn thấy Jojin. Thế nên cô liền đi lấy cơm rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Jeji tỏ vẻ dễ thương hỏi Jojin có phải anh giả vờ không nhìn thấy cô đúng không? Vì từ sáng đến bây giờ anh không nhìn cô lấy một lần, Jojin liền phủ nhận không phải như vậy. Jeji nhân lúc Jojin không để ý đã bắt lấy tay của anh. Cô định xem vết thương của anh như thế nào. Jojin liền nói đừng làm như vậy, mọi người đang nhìn kia. Jeji nói xem thì sao chứ, chẳng lẽ giữa bạn bè mà không được sờ tay nhau sao? Jojin xấu hổ khi bị Jeji trêu chọc. Trên đường đi học về có vài bạn học đi sau chỉ trỏ cô. Nói cô giả vờ thanh cao, nói đạo đức giả là không tốt đâu. Jojin và em gái đang đi phía sau nhìn bóng lưng của cô. Thậm chí mọi người trong trường còn nói cô không lịch sự. Thế mà các bạn nam luôn mồm khen cậu ấy xinh đẹp. Jojin cảm thấy rất đau lòng khi nghe thấy người khác nói xấu sau lưng Jeji. Anh vừa mới đến chỗ ngồi đã nhìn thấy thuốc và băng gạc mà Jeji đã chuẩn bị cho mình. Jojin quay qua nhìn thấy cô vẫn đang ngủ say. Ánh mặt trời chói vào khiến cô nhăn mày. Thế là Jojin đã dùng tay mình che lại giúp cô. Khoảnh khắc này anh đã gặp được cô gái đầu tiên mà mình muốn bảo vệ. Hôm đó Jojin đang ngồi thơ thẩn dưới gốc hoa anh đào. Sau khi Jeji nhìn thấy anh liền lén lút đứng phía sau lưng anh thổi cánh hoa. Jojin nhìn thấy những cánh hoa đang bay, quay người lại thì thấy Jeji làm. Cô nhìn thấy bây giờ tâm trạng của Jojin không được tốt, thế nên muốn cố gắng cùng cậu nói chuyện rồi chọc cho anh vui lên. Đúng lúc này Jojin không kiên nhẫn được nữa liền tỏ tình Jeji. Đối diện với sự tỏ tình bất ngờ này của Jojin khiến Jeji sững người. Nhưng Jojin lại khóc rồi xin lỗi cô. Jeji thắc mắc tại sao anh xin lỗi cô. Jojin nói bởi vì anh đã thích cô. Hóa ra Jojin vẫn luôn kiềm chế bản thân. Vì anh cảm thấy mình đến gần cô sẽ khiến cô gặp phải điều không may. Mà tất cả chuyện này bởi vì cậu có một ông bố rất đáng sợ. Khi Jojin còn bé, bố anh đã không ngừng truyền cho cậu những tư tưởng biến thái trái ngược với xã hội. Ông muốn bồi dưỡng anh thành một động vật máu lạnh giống như mình vậy. Thế nên từ nhỏ đến lớn Jojin mới luôn lầm lì cô đơn như vậy. Không phải anh không muốn kết bạn, mà là anh không dám kết bạn với người khác. Sự xuất hiện của Jeji như là ánh cầu vồng vậy, khiến cho cuộc sống của anh thêm màu sắc. Jojin cũng không ngờ rằng anh sẽ thích Jeji. Đêm muộn, cô gái đang đứng đợi xe buýt, lúc này một chiếc xe con từ từ đỗ lại. Người đàn ông kéo cửa kính xe xuống, ông tỏ ra vẻ mặt thân thiện muốn hỏi đường cô gái. Sau khi cô gái tốt bụng chỉ đường cho ông ta lại giả vờ không biết phương hướng nên muốn cô gái dẫn đường cho mình. Ông còn nói dối lúc mình đến đây có một vụ tai nạn nên rất tắc đường. Nửa tiếng nữa thì xe buýt cũng không đến được, ông nói cô có thể ngồi xe của ông. Vì ông đang tiện đường đưa cô đến chỗ mà cô cần đến. Không ngờ rằng cô gái lại từ chối ý tốt của ông. Kế hoạch thất bại nên ông ta đành lái xe rời đi. Nhưng ngay lập tức ông ta lại lùi xe lại. Trong lúc cô gái vẫn không hiểu chuyện gì, ông ta đã xuống xe còn đeo cả găng tay. Ông ta từng bước tới gần cô gái. Lúc cô gái nhận ra nguy hiểm thì tất cả đã muộn rồi. Sau đó ông ta khiến cô gái ngất đi rồi bế vào trong xe rồi lái xe đi mất. Ngay sau đó thì xe buýt tới nơi cô gái. Đã tự hại mình vì lòng tốt của bản thân.
Người đàn ông này chính là Hize, bố của Jorjin, là một tên sát nhân tàn ác. Và mấy hôm trước ông vào vai là một thợ sửa ống nước. Khi sửa xong ống nước bị tắc cho nhà chủ, bà cô còn tốt bụng chuẩn bị nước ép cho ông ta. Trong lúc nói chuyện với bà cô, ông biết được ở đây chỉ có bà với chồng sống cùng nhau. Sau đó ông liền lộ ra bộ mặt máu lạnh của mình. Bà cô sau khi nhìn thấy chiếc búa trong tay ông ta thì vô cùng sợ hãi. Sau khi đạt được mục đích, ông ta vô cùng hài lòng rời đi. Buổi tối khi Jorjin và anh trai nhìn thấy tin tức trong TV một người phụ nữ bị ra đi trong nhà, Jorjin liền nhìn về phía bố mình. Hôm nay ông ta gặp một cô gái đứng một mình đợi xe buýt. Bản tính trong con người ông lại sục sôi lên. Ông ta liền dùng cách quen thuộc của mình bắt cô gái đi. Nhưng ông không ngờ rằng hành vi phạm tội của mình lại bị người khác phát hiện, mà người đó lại chính là Ốc Hy, vợ của ông. Mẹ kế của Jorjin, bà đang đóng cửa tiệm chuẩn bị về nhà. Lúc này trời đã khuya nên không có xe buýt nữa. Lúc bà đang do dự không biết có nên gọi taxi về nhà hay không, nhưng nhìn số tiền trong ví bà lại không nỡ. Thế nên bà đã gọi điện thoại cho chồng, nhưng ông lại không bắt máy. Lúc này bà mơ hồ nhớ lại, sáng nay có một người phụ nữ nói thấy chồng mình lái xe chở một cô gái. Lúc đó bà đã nóng hết cả mặt nên đã xông vào túm tóc người phụ nữ kia. Từ trước tới nay chồng bà đều rất thật thà chất phát, làm sao mà ngoại tình được chứ. Lúc này bà gọi cho chồng mãi không được, mà lời nói sáng nay của người phụ nữ cứ vang vọng bên tai bà. Bà đã quyết định bắt xe đến nơi chồng làm việc. Bà muốn biết rõ mọi việc nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh khiến bà hối hận cả đời. Chỉ nhìn thấy ông ta xách một cái túi và quần áo của phụ nữ. Lúc này bà đã chắc chắn chồng mình đã phản bội mình. Bà liền trèo lên bước rào sắt chui qua và lén lút trốn sau góc tường. Nhìn thấy chồng mình ném quần áo vào đống lửa, bà vô cùng nghi ngờ. Cho đến khi nhìn thấy chứng minh thư trên tay và vết máu trên mặt ông, bà lập tức bị dọa cho một trận bạt phía. Chân tay và mềm nhũn, bà vô tình phát ra âm thanh. Đúng lúc này may mắn thay có một con mèo trùng hợp đi ngang qua cắt đứt sự nghi ngờ của ông ta. Bà trốn ở một góc run rẩy không dám phát ra âm thanh, thậm chí còn không dám thở. Sau khi ông ta đi mất, bà mới vội vàng chạy về. Nhớ lại chuyện mà con gái đã lén lút nói cho mình nghe, bà vừa chạy về nhà vừa gọi tên con gái mình. Sáng sớm ngày hôm sau, bà liền thu dọn quần áo chuẩn bị bỏ trốn cùng con gái mình. Bà không thể sống cạnh một người máu lạnh như vậy được. Nhưng Jorjin lại không nỡ xa anh trai Jorjin. Bà Ốc Hy vẫn cứ kéo con gái chạy trốn. Nhưng không ngờ mới chạy đến cửa nhà lại gặp ngay Jorjin. Nhìn thấy túi hành lý trong tay của mẹ, Jorjin lập tức hiểu ra mọi chuyện. Bà Ốc Hy nhìn thấy anh lập tức hoảng sợ rồi bảo anh mau buông con bé ra. Bà cảnh cáo anh nếu như anh dám nói với ông ta, đến lúc đó không phải anh ra đi mà là bà ra đi đó. Jorjin vẫn nói không muốn đi, nhưng bà mẹ cầu xin anh hãy để cho bà và Jorjin đi. Jorjin, nhà chúng ta phải làm sao đây? Bà nói anh là cốt nhục của ông nên không có cách nào khác. Nhưng còn Jorjin thì không có quan hệ huyết thống với ông ta. Con bé không thể trở thành con gái của một tên sát nhân được. Bà cầu xin anh hãy để cho hai mẹ con đi. Lúc này tiếng xe từ xa chuyển đến. Bà Ốc Hy tưởng rằng ông Hize quay về. Bà liền ôm con gái chui vào bụi hoa không dám động đậy. Kết quả đó không phải xe của ông ta. Lúc này Jorjin liền đưa ta ra và nói bà mau chạy đi. Anh sẽ coi như chưa có chuyện gì. Anh nói bà và Jorjin hãy chạy đi thật xa, đến nơi mà bố anh không thể tìm thấy được nữa. Jorjin biết rõ rằng bố mình vô cùng đáng sợ, nhưng anh không có cách nào thoát khỏi ông ta. Anh không muốn mẹ kế và em gái cũng phải chịu sự giày vò này. Sau khi dặn dò em gái phải nghe lời mẹ xong, Jorjin cũng cảm ơn sự chăm sóc tận tâm của bà suốt 2 năm qua. Bà đau lòng rơi nước mắt vì anh rất nghe lời hiểu chuyện, nhưng lại không ngờ anh có một ông bố biến thái xấu xa như vậy. Jorjin nói với bà đừng cảm thấy có lỗi với anh vì sự ra đi này. Khoảng thời gian qua anh đã cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, tình cảm của mẹ con này thật cảm động. Thật là xót xa cho Jorjin phải một mình gánh chịu hết tất cả. Ông bố điên rồ, mất trí này chỉ vì con trai của mình có quan hệ thân thiết với nhà bạn nữ học cùng lớp nên đã tàn nhẫn sát hại mẹ của cô gái đó đi. Jeji run lẩy bẩy trốn trong góc, Hize hỏi cô biết ông là ai không. Jeji sợ hãi lắc đầu, Hize nói nghe giọng mà không đoán được ra sao nhưng Jeji vẫn lắc đầu. Hize nói nếu cô thật sự không biết ông là thì làm sao mà ông tha cho cô được. Ông bố ác độc máu lạnh của Jorjin sao lại có thể mạo hiểm để Jeji biết thân phận của ông được. Jeji sợ đến nỗi chỉ biết khóc. Jihe đe dọa cô, tốt nhất là vẫn nên đi cùng bố mẹ mình đi. Lúc bố Jorjin giơ cây búa lên, may mà Jorjin kịp thời chạy đến, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng bố mình đang chuẩn bị sát hại Jeji. Sau khi nhìn thấy con trai, ông Hize liền buông chiếc búa xuống. Jeji không biết gì nên đã kêu Jorjin mau chạy đi, nhưng Jorjin không những không chạy đi, mà còn tiến lại gần và nói với bố của mình anh đã báo cảnh sát rồi, 10 phút nữa sẽ tới. Ông Hize trên lập tức nhìn lên đồng hồ treo tường. Jorjin cũng nói cho họ biết mật khẩu của nhà này cho họ rồi. Họ sẽ trực tiếp xông vào. Nói xong, Jorjin liền ngồi xuống cạnh Jeji, ôm cô vào lòng. Hơn nữa, Jorjin còn nhìn bố mình với ánh mắt thù hằn. Jorjin nói sở trường của anh là chịu đựng được sự đánh đập trong 10 phút anh có thể trụ được. Nói xong, Jorjin liền ôm chặt Jeji hơn. Ông Hize không quan tâm đến sự khuyên ngăn của Jorjin, vẫn giơ chiếc búa lên. Nhưng Jeji liền khóc lớn cầu xin Hize không được làm như thế, rồi bảo Jorjin mau chạy đi. Jeji còn cầu xin Hize tha cho Jorjin. Jorjin bị bố mình đánh ngã xuống đất.
Sau đó ông ta còn khen anh đúng là cốt nhục của ông. Ông Hize ngồi xuống nói với Jorjin cậu giống ông hơn là anh trai. Cuối cùng ông ta đã chạy trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát tới. Sau đó còn trộm mất một chiếc ô tô. Nhưng rất nhanh sau đó ông liền bị cảnh sát nhắm trúng. Thậm chí ông còn không quan tâm đến chốt của cảnh sát mà trực tiếp đâm vào. Cho đến khi lốp xe bị bắn nổ, chiếc xe mới dừng lại. Cuối cùng ông đã bị cảnh sát tóm được. Ông vẫn ngạo nghễ nói cảnh sát dám bắt anh sao. Ông còn nói ông bị con trai phản bội, vậy nên ông phải bị con trai bắt mới đúng. Cùng lúc đó, Jae-ji được anh trai về nhà kịp thời đưa lên xe cảnh sát. Trên đường đến đồn cảnh sát, Jae-ji nhìn thấy Jorjin đang thất thần ngồi bên đường. Cô lập tức xuống xe, đứng từ xa nhìn chằm chằm Jorjin. Hai người bị thương cứ như vậy mà nhìn nhau. Sau đó Jae-ji vội ôm lấy Jorjin, vừa khóc vừa cầm lấy tay cậu, an ủi tất cả việc này không phải lỗi của anh. Cô còn dặn dò Jorjin sau này hãy sống thật tốt. Nếu như anh có lên thiên đàng trước thì cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh đâu. Lúc này, Jorjin cảm thấy vô cùng áy náy với Jae-ji. Sau đó, anh trai Jorjin chạy đến kéo cô lên xe. Jorjin cũng lặng lẽ gật đầu đồng ý với Jae-ji. Rất nhanh sau đó, ông Hize đã bị khởi tố vì tội cố ý sát hại người. Bên ngoài tòa án bị phóng viên nhà báo bao vây, họ không ngừng chia hỏi Jorjin về việc bố cậu sát hại người thì cậu. Lúc này Jae-ji xuất hiện, các phóng viên lập tức chạy qua chất vấn tâm trạng của Jae-ji bây giờ như thế nào. Vì để phân tán đám phóng viên đang vây quanh Jae-ji, Jorjin lập tức cởi bỏ khẩu trang, sau đó đứng trước mặt phóng viên để thu hút sự chú ý của họ lên mình. Cậu không muốn Jae-ji sẽ chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Jae-ji đau lòng nhìn Jorjin trong buổi xét xử. Jorjin đã dũng cảm nói ra bố mình là tội phạm giết người hàng loạt. Ông Hize vì đã gây ra rất nhiều vụ án mạng nên lập tức đã bị tòa xét xử tù chung thân. Nhưng trong tù ông lại không nhận được sự trừng phạt thích đáng. Sau khi vào tù không lâu, một phóng viên nổi tiếng Hize ngửi thấy được mùi kinh doanh nên đã đến tìm ông Hize và ký kết giao dịch, đem quá trình sát hại của ông viết thành một cuốn tự truyện. Hai người không những kiếm được rất nhiều tiền mà bà Hize cũng vì chuyện này mà trở nên có tiếng tăm. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua, Jorjin dựa vào thành tích đứng nhất trường thi vào trường cảnh sát trở thành cảnh sát. Lúc này Jae-ji cũng đã kế thừa sự nghiệp của mẹ mình, trở thành một diễn viên nổi tiếng. Bởi vì Jorjin áy náy và có lỗi với Jae-ji nên Jorjin đã trốn tránh cô suốt 10 năm nay. Cho đến hôm nay, anh nhìn thấy quảng cáo mà cô đại diện trên máy bán hàng tự động. Anh nhìn tấm ảnh mà trong lòng đầy nhớ nhung đau khổ. Hãy nhìn xem nữ minh tinh tên Jae-ji lại ngã vào lòng chàng cảnh sát đẹp trai. Vừa mới lúc nãy Jae-ji đến trường cảnh sát để quay video tuyên truyền cho phim mới thì bị một phóng viên vô lương tâm chặn lại hỏi: 10 năm trước Jae-ji có phải tận mắt nhìn thấy tên sát nhân sát hại bố mẹ cô không? Vì để sống một cuộc sống bình thường, cô đã thay tên đổi họ, trưởng thành hơn và trở thành sao nữ nổi tiếng như bây giờ. Nhưng phóng viên Hy Giang vô lương tâm này vì muốn lăng xê nên đã nói ra Jae-ji chính là con gái của nữ diễn viên quá cố. Sau đó không ngừng truy hỏi cảm giác lúc đó của cô như thế nào. Jae-ji hoảng hốt muốn bỏ chạy khỏi đây, nhưng không ngờ vẫn bị đám phóng viên nhào lên hỏi cô về cuốn tự truyện của Hize. Sau đó cô không đứng vững bị ngã xuống đất, nhưng đám phóng viên vẫn không buông tha cho cô. Thậm chí còn bảo Jae-ji hãy cùng họ tạo ra một nhân vật, từ đó nhận được sự đồng cảm đến từ công chúng. Đối mặt với một đống ống kính và những lời chất vấn của phóng viên, Jae-ji cố gắng đứng dậy chạy khỏi nơi khiến cô ngộp thở này, nhưng bỗng nhiên chân cô lại nhũn ra. Lúc cô sắp ngã xuống đất thì một chàng trai mặc quần áo cảnh sát xông tới đỡ lấy cô. 10 năm trước, hai người vừa gặp đã phải lòng nhau, lại gặp lại nhau trong tình huống này. Phóng viên bên cạnh dường như đã nhận ra chàng trai đó chính là Jorjin. Jorjin lạnh lùng nói phóng viên bỏ máy ảnh đi. Hai người lại bốn mắt nhìn nhau, đây chính là tiếng con tim rung động đó. Jae-ji rơm rớm nước mắt nhìn gương mặt thân quen trước mặt khiến Jae-ji nhớ lại chuyện xưa. Cô cầu xin Jorjin mau chạy đi. Jae-ji đang định mở miệng nhưng đột nhiên lại bị mất đi. Jorjin lập tức bế cô lên, sau đó xông qua đám người đi đến phòng y tế. Giống như 10 năm trước anh cũng cõng Jae-ji giả bị ngất đến phòng y tế vậy. Đám phóng viên đã nhận ra Jorjin nên đương nhiên họ sẽ không muốn bỏ lỡ một tin tức giật gân như vậy. Khi đám phóng viên đuổi theo lại bị cảnh vệ của trường ngăn lại trước cổng. Jorjin lo lắng nhìn Jae-ji đang nằm trên giường bệnh. Cô gái mà anh nhớ nhung suốt 10 năm nay. Cứ như vậy xuất hiện bất ngờ trước mặt anh, nhưng lại trong bộ dạng khiến anh rất lo lắng. Lúc này trái tim Jorjin thắt lại, nhìn thấy Jae-ji lạnh đến co ro người lại, anh lập tức cởi áo khoác đắp cho cô. Bất giác muốn vuốt ve khuôn mặt cô gái mà mình ngày đêm nhung nhớ. Nhưng cuối cùng anh vẫn từ bỏ, bởi vì bố cậu đã tàn nhẫn sát hại bố mẹ cô. Sự hổ thẹn này cả đời anh cũng không trả nổi cho cô, làm sao có tư cách ở bên cạnh cô. Khi Jae-ji tỉnh lại và gọi tên của Jorjin, nhưng trong phòng chỉ có quản lý của cô đã không thấy bóng dáng của Jorjin. Cô lập tức chạy khắp khuôn viên trường tìm anh cho đến khi cô đến chiếc máy bán hàng tự động. Cô nhìn thấy quảng cáo đồ uống mà mình đại diện. Thế là cô đã thử ở lại đợi Jorjin xuất hiện. Lúc này, người phóng viên vô tâm kia vẫn đang giằng co với cảnh vệ trước cổng. Bà ta muốn xông vào trong tìm Jae-ji. Lúc này Jorjin mặc một quân phục màu trắng xuất hiện rồi bảo phóng viên tắt máy ghi âm đi. Sau đó cậu đã nhận lời phỏng vấn của bà ta. Bà ta hỏi thẳng vấn đề rốt của anh và Jae-ji có quan hệ gì. Họ đang chuẩn bị lấy chủ đề thân thế của Jae-ji ra để kiếm tiền. Jorjin chửi họ có chuyện gì thì hãy nhắm vào anh. Sau đó cô ta lại đưa ra một câu hỏi xấu xa hơn. Nếu bố anh là sát nhân thì có nên nhận được sự đồng cảm của công chúng không?
Jojin tức giận nói, nếu như vậy thì bây giờ anh sát hại hai người ở đây thì anh cũng có thể nhận được sự đồng cảm không? Hai tên phóng viên chỉ biết câm nín không nói lên lời. Jojin lên án thậm tệ những phóng viên như họ khi chỉ biết kiếm ăn trên nỗi đau của người khác. Những người nên được đồng cảm chính là người bị hại và gia đình của họ. Họ không nên lấy mấy vấn đề ngược đời này ra làm chủ đề bàn tán. Cùng lúc đó, quản lý của Jeji biết được cô đã trải qua vụ hỗn loạn vừa rồi. Ở cổng bây giờ có rất nhiều phóng viên đang đứng chờ Jeji, nên chỉ đành bảo cô đi cửa sau rồi lái xe đi trước. Cuộc nói chuyện này trùng hợp bị Jojin quay về nghe được. Cậu đứng trên hành lang tầng 2 lặng lẽ nhìn Jeji, nỗi nhớ vô bờ của anh chỉ đành đứng từ xa nhìn. Rất nhanh sau đó, người quản lý đã đưa được Jeji rời đi. Đằng sau đám phóng viên cũng đuổi theo không dứt. Lúc này, bỗng nhiên chiếc xe trên cùng nhất bỗng dưng phanh gấp. Hóa ra là Jojin, anh đã chạy ra dùng sức chặn đám phóng viên. Sau khi nghe thấy tiếng động, Jeji nhoài người ra cửa sổ nhìn ra phía Jojin. Giống như khung cảnh họ gặp nhau 10 năm trước, vẫn là những cánh hoa đào chậm chậm rơi để chứng kiến hai người họ tương phùng. 10 năm trước Jojin đã tố giác người bố thủ tiêu người hàng loạt. 10 năm sau anh đã trở thành một cảnh sát ưu tú. Hôm nay là ngày mà Jojin tốt nghiệp trường cảnh sát với tấm bằng xuất sắc, thậm chí còn được đích thân tổng thống trao cho huân chương danh dự. Nhưng lúc Jojin vừa từ khán đài đi xuống thì bị một quả trứng gà ném lên người anh, đám phóng viên liền kéo nhau đến. Hóa ra họ đều là người nhà của những người bị hại. Họ đến phản đối việc bố anh ra cuốn tự truyện để trục lợi, họ đem sự giận dữ đổ hết lên đầu Jojin. Họ không những không ngừng ném trứng gà lên người, anh còn ầm ĩ kêu gào nói, anh vốn dĩ không xứng làm cảnh sát. Jojin đứng ngây người ra không biết phải làm sao. Lúc này phóng viên Hy Giang nhân cơ hội mọi người đang hỗn loạn mà chụp ảnh của anh. Trên mặt còn nở nụ cười đắc ý, đám người nhà của người bị hại gây náo loạn nên đã bị đuổi ra ngoài. Lúc này Jojin lại đuổi theo, anh bảo cảnh vệ đừng có ngăn cản họ. Một người đàn ông xông lên nắm lấy cổ áo anh, giật huân chương danh dự trên ngực của anh xuống. Không những vậy, người nhà của người bị hại không ngừng chút giận lên Jojin đem hết tội lỗi của bố anh đổ hết lên đầu anh, còn chửi anh là tên rác rưởi này. Sau khi Jojin nhìn thấy những bức ảnh của người bị hại, anh liền bỏ mũ xuống. Anh chân thành xin lỗi tất cả mọi người. Phóng viên Hy Giang lại lần nữa xông vào chụp ảnh Jojin. Bà ta lại chuẩn bị có chủ đề mới để lăng xê rồi. Người đàn ông lại tưởng rằng Jojin đang diễn kịch trước ống kính liền xông lên đẩy anh ngã xuống đất. Sau đó giơ nắm đấm lên, Jojin không những không sợ hãi mà còn nhìn thẳng vào đối phương. Cuối cùng anh ta cũng không ra tay với Jojin, nhưng lại không ngừng đấm xuống mặt đường. Mà tất cả cảnh này đã bị Jeji ở bên cạnh nhìn thấy Jojin giống như một khúc gỗ vậy. Để mặc cho người nhà nạn nhân oán trách, Jeji vô cùng đau lòng. Cũng chính vào lúc này, mẹ kế và em gái của anh đi tới. Bà vừa khóc vừa nói con trai bà rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà các người lại đối xử với nó như vậy. Nhưng người nhà nạn nhân chất vấn lại tất cả người nhà nạn nhân có mặt ở đây rốt cuộc đã làm sai điều gì, đã làm sai điều gì chứ. Nhưng người mẹ kế vẫn kiên định bảo vệ Jojin tới cùng. Bà nói các người có trả thù ông ta trăm nghìn lần cũng là điều dễ hiểu, nhưng con trai bà thì không. Bởi vì Jojin chỉ là vì muốn ngăn chặn việc bố anh bán tự truyện mà còn lên hẳn TV. Bà khẳng định Jojin không phải loại người giống như ông ta. Mẹ kế của Jojin vừa nói vừa khóc đã khiến mọi người xúc động. Bà run rẩy nắm chặt lấy tay của Jojin. Anh liền mỉm cười an ủi bà và em gái. Sau đó anh lại cúi đầu xin lỗi những người nhà nạn nhân lần nữa rồi mới rời khỏi hiện trường. 10 năm qua, anh đã sớm quen với việc lặng lẽ chịu đựng những lỗi lầm mà bố mình gây ra. Lúc này bỗng nhiên có một cô gái chạy ra ôm lấy anh khiến anh sững người. Hóa ra đó chính là Jeji, anh nhìn cô gái mà ngày đêm mình mong nhớ nhất thời không biết nói gì. Bởi vì bố anh đã cướp mất bố mẹ yêu quý của cô ấy. Jeji nhìn Jojin bị thương, cô cũng cảm thấy đau lòng. Cô nói anh dùng cả đời này để chuộc lại những tội lỗi mà anh chưa từng phạm phải. Rồi cô đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh. Cô đã từng nói, nếu đau thì hãy nói ra không cần phải một mình nhẫn nhịn đâu. Chính vào lúc này, phóng viên Hy Giang lại đi tới, lập tức giơ máy lên chụp ảnh hai người họ. Jojin nhanh chóng ôm Jeji vào lòng, phóng viên Hy Giang được nước lấn tới, tiếp tục tiến gần hơn nữa để chụp. Nhưng lại bị anh trai của Jeji đi tới, giật lấy thẻ lưu trữ, còn đạp hỏng cả máy ảnh của mụ ta. Sau đó xông lên đấm cho Jojin một cái, cảnh cáo anh sau này đừng có liên lạc với Jeji nữa. Rồi quay sang đưa Jeji đi mất, phóng viên Hy Giang vẫn mặt dày tiếp tục bám theo Jojin hỏi, anh có quan hệ gì với Jeji? Bà ta nói một câu rất ngạo mạn, câu này đã hoàn toàn chọc giận Jojin. Lập tức anh giật lấy máy ảnh của bà rồi ném xuống đất. Jojin đến phòng y tế nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn các bạn học chụp ảnh lưu niệm cùng người nhà, trong lòng cảm thấy chua xót. Anh lại nghĩ đến những tổn thương mình mang đến cho Jeji, không nhịn được mà rơi nước mắt. Anh xin lỗi vì đã thích Jeji. Đêm khuya trên con phố tấp nập, Jojin vẫn đang đuổi bắt tội phạm tình nghi. Mặc dù bụng đã bị thương, tên tội phạm chạy vào trong ngõ rồi kéo một cô gái làm con tin. Không ngờ tên tội phạm bị chiếc xe mô tô phía sau làm phân tán sự chú ý. Jojin nhân cơ hội chạy lại cứu cô gái, sau đó bắt lấy con dao trong tay của hắn ta. Tên nghi phạm bị Jojin dọa cho một trận, cuối cùng cũng chỉ đành ngoan ngoãn chịu tội. Jojin đi tới nhẹ nhàng, an ủi cô gái bị dọa. Sau đó, đồng nghiệp của anh đi tới bàn giao tội phạm. Cô gái vô cùng cảm ơn, cô còn đưa cho anh khăn tay của mình. Cùng lúc đó, Jeji đang tham gia lễ trao giải và nhận được giải thưởng người được yêu thích nhất. Jojin bị thương nhưng anh vẫn vội vàng bắt xe đi tới bệnh viện để thăm đồng nghiệp. Trên đường đi,
Anh nhìn thấy Jay-Z đang nhận giải trên màn hình lớn, mắt anh liền sáng lên. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Jay-Z quay về hậu trường và nhận được một món quà rất đẹp. Lúc cô vui vẻ mở ra, bên trong lại là một chiếc búa dính đầy máu. Những hình ảnh ghê rợn 10 năm trước lại hiện lên trong đầu cô. Ngay sau đó, cô liền ngất đi. Lúc này trong viện, khi Jorjin tỉnh lại, hóa ra anh bị thương nên đã ngất đi. May mà có y tá kịp thời nhìn thấy. Sau khi tỉnh lại, anh lập tức đứng dậy nhưng lại bị choáng và ngã xuống giường. Anh không ngờ rằng Jay-Z lại đang nằm bên cạnh giường của anh. Anh giữ người sau đó liền nằm xuống ngắm nhìn dáng vẻ cô đang ngủ. Anh khao khát ngay lúc này, thời gian hãy ngừng trôi. Sau đó anh nhắm mắt lại tận hưởng khoảng thời gian ở bên cạnh cô. Không biết đã qua bao lâu, Jorjin bị đánh thức bởi tiếng gọi của y tá. Lúc này anh mới phát hiện, hóa ra tất cả vừa rồi đều là giấc mơ. Anh vội vàng kéo rèm ra đối diện, không có bóng dáng của Jay-Z đâu. Anh lại rơi vào sự đau khổ, Jorjin mặc kệ vết thương đi tìm đồng nghiệp của mình. Nhưng anh lại nhìn thấy tin tức Jay-Z bị ngất sau khi nhận giải thưởng. Hơn nữa, cô cũng nhanh chóng được đưa vào viện cấp cứu ở chính bệnh viện này. Jorjin lập tức quay người lại nhìn khắp nơi. Anh tháo kim truyền nước trên tay mình ra chạy khắp nơi trong bệnh viện tìm cô, nhưng anh đã tìm qua rất nhiều phòng đều không thấy cô đâu cả. Chính vào lúc anh ôm lấy vết thương trên bụng và định từ bỏ, anh nghe thấy bên kia truyền đến tiếng ồn, thì ra Jay-Z bị một đám phóng viên bao vây chất vấn lý do cô bị ngất. Đối diện với vô số ống kính và những lời chất vấn liên tục của phóng viên, Jay-Z cảm thấy vô cùng bí bách và khó chịu. Vào lúc sắp ngất lần nữa thì Jorjin liền xông vào đám người đỡ lấy cô. Nhìn thấy Jorjin xuất hiện trước mặt mình khiến cô không thể tưởng tượng nổi. Cô nhớ lại câu hỏi mà phóng viên đã hỏi mình lúc trước đó, hình mẫu lý tưởng của cô. Người mà sau khi nhìn thấy tôi muốn rơi nước mắt. Nước mắt của Jay-Z lập tức tuôn rơi. Cô cúi đầu nhìn vết thương trên bụng anh, cô vô cùng đau lòng. Nhưng trước ống kính cô cũng không dám thể hiện ra ngoài. Lúc này, phóng viên Hy Giang lại truy hỏi mối quan hệ của hai người. Vì để bảo vệ Jorjin, Jay-Z chỉ đành nói dối. Cô nói anh chỉ là người hâm mộ của cô. Trong lúc nguy cấp thì quản lý của cô đã đi tới, lập tức đưa cô ra khỏi đó. Jorjin đem cơ thể bị thương và mệt mỏi về nhà. Mẹ kế của Jorjin thấy vậy vô cùng đau lòng. Jorjin thấy mẹ như vậy, anh liền lấy đại một lý do để cho qua chuyện. Sau đó anh liền ôm mẹ của mình rồi nói với mẹ anh đã gặp người mà anh không nên gặp. Khoảnh khắc này Jorjin đã nói ra nỗi lòng của mình, nước mắt không cầm được mà tuôn rơi. Lúc này, cái ôm của mẹ chính là niềm an ủi lớn nhất của anh. Nữ minh tinh mới nổi của Hàn Quốc luôn bị uy hiếp tính mạng, thế nên cô đã đến đồn cảnh sát để báo án. Không ngờ cảnh sát tiếp nhận vụ án này lại chính là mối tình đầu 10 năm trước của cô. Jorjin mở hộp quà mà Jay-Z nhận được, ra bên trong là chiếc búa dính đầy máu. 10 năm trước, bố anh cũng đã dùng búa để tiễn bố mẹ Jay-Z xuống suối vàng. Lần này anh quyết tâm nhất định phải bảo vệ cô thật tốt. Qua việc phân tích ADN dính lại trên búa, rất nhanh Jorjin đã bắt được kẻ cuồng theo dõi. Đối diện với sự thẩm vấn điên cuồng của Jorjin, rất nhanh hắn ta đã bị hạ gục. Hắn ta thừa nhận, nghe theo lời người khác, cố ý hại Jay-Z. Mà người này lại chính là Hyun-Mu, anh trai của Jorjin mới ra tù. Cách đó không lâu, năm trước Hyun-Mu đã phạm tội cố ý gây thương tích nên đã bị phạt 10 năm tù giam. Sau khi ra tù, anh ta liền để ý tới Jay-Z bởi vì anh ta luôn ghen tị với Jorjin. Vì được bố thiên vị, vậy nên anh muốn chứng minh cho người bố ở trong tù thấy mình thích hợp làm con của ông hơn là Jorjin. Sau khi Jorjin biết được chân tướng, việc đầu tiên anh làm chính là đi tới phiên trường để nhắc nhở Jay-Z. Lúc đó Jay-Z với bạn diễn đang diễn cảnh ôm nhau tình cảm. Sau khi nhìn thấy họ hôn nhau thân mật, anh lập tức quay mặt đi. Cho dù anh biết rõ là cô đang đóng phim nhưng trong lòng anh vẫn vô cùng khó chịu. Sau khi quay xong, Jorjin lấy ảnh của anh trai cho Jay-Z xem. Một khi nhìn thấy người này thì phải lập tức tránh đi. Hơn nữa, anh còn đeo cho cô đồng hồ định vị. Anh còn chân thành xin lỗi cô, anh cảm thấy rất có lỗi với cô. 10 năm trước, bố mình đã giết hại bố mẹ cô một cách tàn nhẫn. 10 năm sau, anh trai anh lại đến uy hiếp cô. Jay-Z vẫn giống như 10 năm trước nói với Jorjin đây không phải là lỗi của anh. Cùng lúc đó, Hyun-Mu đi đến quán cơm của mẹ kế và em gái. Bà Ốc Hy tưởng rằng anh ta là khách nên tiếp đón rất nhiệt tình. Bà mời anh thử canh và cơm. Hyun-Mu nói không phải lần đầu canh và cơm đó anh đã ăn đến ngán rồi. Bà Ốc Hy cảm thấy vô cùng bối rối, cho đến khi Ốc Hy ngẩng đầu lên, bà mới nhận ra Hyun-Mu. Bà hỏi anh nếu đã ra tù từ lâu thì tại sao không liên lạc với bà. Nhưng anh ta lại tức giận chửi bới bà Ốc Hy, sau đó hất hết đồ dùng trên bàn xuống. Việc này khiến em gái Seo-jin vô cùng kinh ngạc. Ngay lập tức, Seo-jin đã nhận ra anh trai mình. Hyun-Mu tức giận nói anh phải tìm Jorjin để báo thù, sau đó liền quay người rời đi. Rất nhanh sau đó Jay-Z nhận được tin nhắn của quản lý, gọi cô mau đến phim trường để bàn bạc về kịch bản phim. Jay-Z không nghĩ nhiều, liền lái xe đến phim trường. Nhưng sau khi cô đến đó lại phát hiện ở đó không một bóng người. Lúc cô đang muốn xác nhận lại với đạo diễn thì bỗng nhiên tất cả đèn đều bị tắt đi. Sau đó cánh cửa phía sau cũng bị ai đó khóa lại. Jay-Z chỉ đành đi đến căn phòng có ánh sáng phát ra. Không ngờ cảnh trang trí bên trong lại giống hệt như hôm bố mẹ cô bị giết cách đây 10 năm. Đến ngay cả âm nhạc được phát cũng giống y hệt tối hôm đó. Trên tường còn treo bức ảnh gia đình bốn người của nhà cô. Nỗi ám ảnh năm đó lại ùa về trong đầu Jay-Z. Đúng lúc đó, một người đàn ông tay cầm chiếc búa dần dần tiến tới chỗ của cô.
Cô bị dọa sợ đến ngã sụp xuống sàn, cô co ro run rẩy ngồi khóc trong một góc, y hệt như năm đó vậy. Đột nhiên một chiếc xe trực tiếp xông tới, đến khi Jojin xuất hiện thì không thấy người đàn ông đâu nữa. Anh nhìn thấy Jeji ngồi trong góc ôm đầu khóc nức nở. Jojin liền ôm cô vào lòng, ánh mắt hai người đều ngập tràn nước mắt. Lúc này trong lòng Jojin đau đến mức không thở nổi. Trở về nhà, Jojin liền đưa Jeji đi ngủ. Trong lúc ngủ Jeji lại gặp ác mộng, cô luôn miệng bảo Jojin mau chạy đi. Jeji bật dậy sau cơn ác mộng, Jojin bên cạnh nói anh ở đây rồi, đừng lo. Cứ như vậy, Jojin âm thầm bảo vệ Jeji. Trời đang mưa to nhưng Jojin vẫn thẫn thờ đứng đó nhìn lên đèn đường. Cảnh tượng này đúng lúc bị Jeji đi ra nhìn thấy. Jojin nhớ lại những ký ức đẹp đẽ của mình và Jeji. Hai con người yêu nhau sâu đậm này cuối cùng cũng mở cửa trái tim. Hóa ra anh vì lo lắng cho sự an toàn của cô nên đã cố ý đến đây để bảo vệ cô. Không ngoài dự đoán, khi Jojin vào gara liền cảm thấy đằng sau có nguy hiểm. Hóa ra người đó chính là Hyunmoo. Anh ta cố chấp nói trong lòng bố mình chỉ coi mỗi Jojin là con trai. Vì thế tất cả những gì mà Jojin quan tâm đến anh đều muốn hủy hoại hết. Jojin liền nói với anh ta mau tỉnh táo lại đi. Jojin nói Hyeje chưa từng bảo vệ anh bao giờ. Ngược lại, ông ta đã không ngừng tẩy não anh. Còn anh và mẹ kế trước giờ chưa từng bỏ rơi anh. Bà Ốc Hy vẫn luôn đợi anh ta quay về. Bỗng nhiên Hyunmoo nghe thấy tiếng của Jeji, anh ta lập tức ép Jojin vào tường, rồi sau đó lấy búa đập không ngừng đập vào cửa. Vì để ngăn Hyunmoo phá cửa đi làm hại cô. Trong lúc nguy cấp, anh liền chặn ngay trước cửa. Hyunmoo xẻ tay đâm vào bụng của Jojin, anh ta lập tức sững người lại. Jojin run rẩy ôm lấy anh trai mình, cầu xin anh đừng tiếp tục mắc sai lầm nữa. Hyunmoo liền vứt dao trên tay đi rồi nhanh chóng chuồn mất. Anh ta kinh hồn bạt vía biến mất trong màn đêm mưa. Trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ đang nỗ lực cứu Jojin. Bà Ốc Hy và Sojin vội vàng chạy đến trên người Jeji dính đầy máu. Khi nhìn thấy họ, cô liền cúi đầu xin lỗi. Biết được Hyunmoo đã làm Jojin bị thương, bà Ốc Hy vô cùng đau lòng. May là phẫu thuật thành công, bây giờ không nguy hiểm đến tính mạng. Jeji vuông một mình trốn dưới cầu thang, nhìn bàn tay dính đầy máu của Jojin. Lúc này, bà Ốc Hy đi tới, không những giúp cô lau máu trên tay đi mà còn xin lỗi câu chuyện 10 năm trước. Hơn nữa, bà còn dặn dò cô hãy cố gắng mạnh mẽ sống tiếp. Cuộc đời của Jojin không thể không có cô được. Ngày hôm sau, lần đầu tiên bà Ốc Hy đến tù thăm ông Hyeje sau 10 năm. Bà chửi rủa ông không xứng đáng làm bố của bọn trẻ. Ông ta lập tức đoán được Hyunmoo đã ra tay với Jojin, vậy mà ông ta lại còn rất vui vẻ. Bà trách mắng ông Hyeje vì đã khiến hai người con trai của mình phải sống trong ngục tù, vậy mà bây giờ ông vẫn cười được. Hyunmoo vì để nhận được sự yêu thương của bố mà đã trở thành phạm nhân sát hại em trai. Nhưng Jojin đã tự thêm tội cho mình thay cho người mà anh gọi là bố này. Bà Ốc Hy căm phẫn nói sau này chúng nó không phải là con của ông nữa mà là con của bà. Đừng bao giờ dạy vò con bà nữa, tên ác quỷ điên rồ. Nhưng Hyeje máu lạnh nói năm đó ông đã nhìn thấy bà đến nông trường trước một ngày mà bà trốn đi, lúc đó ông ta đang xử lý một người phụ nữ. Ông ta còn khen nạn nhân rất tốt bụng, còn biết chỉ đường nữa. Ông ta còn nói lúc đó bà không nên chạy mới đúng. Nếu bà chọn báo cảnh sát thì ít nhất sẽ có 3 người được sống. Ông chồng biến thái lại bắt đầu tẩy não bà Ốc Hy khiến bà rơi vào cảm giác tội lỗi. Thậm chí ông còn cảnh cáo bà vẫn đang là vợ của mình, đừng có vọng tưởng thoát được khỏi ông. Rất nhanh sau đó, phóng viên Hy Giang đã đưa tin Hyunmoo đã sát hại em trai Jojin của mình, ngay lập tức đã lên hot. Lúc này Hyunmoo không một xu dính túi đang bám theo một tên say rượu nhưng lại bị một người khác từ sau xông tới cướp trước một bước. Hắn ta tháo khẩu trang xuống, nhiệt tình chào hỏi Hyunmoo. Hyunmoo hoàn toàn kinh sợ, sau đó đối phương liền chê cười mỉa mai Hyunmoo. Hắn ta thừa nhận mấy vụ án giết người mấy ngày trước đều là do hắn ta làm. Hơn nữa, người đem chiếc búa tặng Jeji cũng là hắn. Hóa ra hắn ta chính là fan cuồng của ông Hyeje ở trong tù. Hắn ta đã được ông Hyeje dạy cách dùng búa. Ngay lập tức, hắn ta liền dùng búa tàn nhẫn tiễn tên sâu rượu ngay trước mặt xuống địa ngục. Sau đó còn nói muốn kế thừa di sản này của ông. Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là bà Ốc Hy và em gái. Hyunmoo nghe xong liền chết lặng, lập tức đi đến chỗ làm của em gái, đợi cô tan tầm rồi âm thầm đi sau bảo vệ cô. Lúc này bà Ốc Hy cũng đang lo lắng đợi anh về, thậm chí còn nhận nhầm người qua đường là Hyunmoo. Dáng vẻ của buồn bã, mệt mỏi của bà khiến cho Hyunmoo đang trốn trong góc vô cùng xúc động. Ở một diễn biến khác, Jojin và Jeji lần đầu đi ra ngoài hẹn hò với nhau sau 10 năm. Trên đường đi, Jeji cứ mải mê ngắm Jojin mãi trong mắt cô ngập tràn tình yêu. Còn Jojin lại căng thẳng đến mức không nói được lời nào, chỉ đành uống nước để trấn tĩnh lại bản thân. Lúc này Jeji đột nhiên tra khảo anh, cô hỏi anh đã từng hẹn hò chưa. Jojin giật mình phun cả nước ra ngoài, nhìn biểu cảm mong chờ của Natwon, anh lại vội vàng uống nước để trấn an. Jeji nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ, ngại ngùng của anh, cô vô cùng vui vẻ. Việc mà họ lần đầu tiên hai người hẹn hò lại chính là đi bộ trong rừng. Jeji nói với Jojin, 10 năm nay, mỗi lần cô nhớ đến anh cô đều sẽ đến đây tản bộ. Bởi vì trong tiếng Hàn, tên của anh đồng âm với cây cối, chỉ cần cô đến khu rừng này thì sẽ luôn cảm thấy anh đang ở bên cạnh mình. Nhìn thấy cô gái mình yêu đứng ngay trước mặt mình như vậy đối với Jojin như một giấc mơ vậy. Jojin liền nắm lấy tay của Jeji rồi cùng nhau tản bộ quanh khu rừng. Cuối cùng họ cũng nắm tay nhau đi đến bờ biển tâm sự về cuộc sống trong 10 năm họ không ở bên nhau. Cuối cùng Jeji đưa anh đến khu vui chơi,
Mong ước lớn nhất của cô chính là muốn cùng anh giống như một cặp đôi bình thường. Chơi một buổi vui vẻ trong khu vui chơi, Jae-ji chỉ lên chiếc tàu hải tặc vì cô muốn ngồi lên nó. Nhưng Jo-jin lại lập tức kinh sợ vì anh sợ độ cao. Nhìn Jo-jin vậy mà lại sợ độ cao, Jae-ji đành đưa anh đi chơi trò chơi mạo hiểm khác. Khi Jo-jin nhìn thấy trò chơi đó liền nuốt nước bọt. Cuối cùng, Jo-jin vui vẻ chọn ngồi ngựa quay, Jae-ji chán nản ngồi lên cùng anh. Nhưng lúc anh và cô nhìn nhau, cô lập tức vui vẻ trở lại. Hai người còn vui vẻ đội chiếc bờm hình con ếch lên đầu. Đây đúng là phát cẩu lương. Sau đó, hai người đã đi đến nơi sở trường của Jo-jin, anh liền lấy lại thể diện mà lúc nãy mình đã đánh mất. Chỉ nhìn thấy Jo-jin phi cây nào vào thì chiếc bóng đó liền nổ tung ra thành công, giành được con thú cưng nhồi bông cho Jae-ji. Vào lúc hai người đang mua kem, Jo-jin nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, vì không muốn Jae-ji lo lắng nên anh đành đi sang bên cạnh nghe. Khi Jae-ji một mình đứng đợi, cô lập tức bị người qua đường nhận ra. Không còn cách nào khác, cô đánh trốn vào một góc. Khi Jo-jin quay người lại thì không thấy cô đâu. Anh lập tức tắt điện thoại chạy đi tìm cô khắp nơi. Jae-ji đứng dưới biển quảng cáo, lặng lẽ nhìn Jo-jin. Cô mới biến mất được một lúc, vậy mà lại khiến anh lo lắng như vậy. Sau khi nhìn thấy cô, anh lập tức chạy đến ôm chặt lấy cô, còn cô thì lại nhìn anh âu yếm. Trong lòng cô, thấy thương anh nhiều hơn. Sau khi đưa Jae-ji về nhà, trong lòng Jo-jin liền cảm thấy trống rỗng. Sau đó anh không khống chế được lòng mình mà quay lại tìm cô lần nữa, nói ra hết những lời trong lòng mình cho cô nghe. Anh nói anh rất thích cô, anh thích cô đến phát điên. Jae-ji nghe những lời này liền chủ động hôn anh. Cô nói cô cũng rất thích, thích đến phát điên. Những lời thổ lộ của họ cuối cùng đã khiến hai người họ có được một cái kết đẹp. Hãy nhìn xem lúc này tên sát nhân Hi-je đang chuẩn bị vượt ngục. Ông ta nhìn thấy biển chỉ dẫn màu đỏ trên đường. Sau đó ông nắm chặt lấy ghế phía trước, cúi thấp người xuống. Ngay sau đó, chiếc xe đã mắc phải dây sắt đã được giăng sẵn trên đường. Lập tức xe mất kiểm soát đâm vào lề đường. Toàn bộ cảnh sát đều bị ngất và mất đi ý thức. Ông ta nhân cơ hội đập vỡ cửa kính, nhảy ra ngoài. Một người mưu mô như ông ta không chạy trốn ngay lập tức mà lặng lẽ đứng ở đó chờ cảnh sát. Sở dĩ ông ta chọn vượt ngục chính là vì trước đó ông ta nhìn thấy một cảnh khiến ông muốn điên tiết lên. Trước đó không lâu, hành động thân mật của tổ trưởng và Jo-jin bị ông ta nhìn thấy. Đương nhiên là ông sao có thể để con trai mình thân thiết với người khác như thế được. Lòng ghen tị đã khiến ông có ý nghĩ vượt ngục. Rất nhanh ông đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Mà một fan hâm mộ điên cuồng của ông tên Jeon-ji đang giả làm y tá ở đó đợi ông đến, ông bị nhiều phụ nữ phản bội. Kết quả còn bị cả con trai ruột phản bội. Bà cảm thấy ông thật đáng thương nên đã nguyện sẽ đợi ông cả đời. Bà ta giả vờ truyền dịch cho ông Hi-je, sau đó lén lút nhét một thanh sắt nhỏ vào tay ông rồi lấy người mình che cảnh sát lại. Dưới sự hỗ trợ của Jeon-ji, rất nhanh ông ta đã mở được còng tay. Đợi sau khi Jeon-ji đi ra, ông Hi-je trên liền nhờ cảnh sát hộ mình nâng giường lên. Sau đó, nhân lúc cảnh sát không chú ý, ông ta liền vật ngã anh ta xuống đất. Sau đó, ông ta đã thoát được một phen. Tên Jung-jin tiếp ứng đã thuận lợi giúp Hi-je chạy trốn khỏi bệnh viện. Rất nhanh sau đó, tin tức ông Hi-je vượt ngục được truyền ra ngoài. Tất cả mọi người đều đang lo sợ bất an. Ngay lập tức, Jo-jin đến tìm Jae-ji an ủi. Anh khuyên cô đừng sợ, anh nhất định sẽ bắt được ông ta và khiến ông phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Chuyện đầu tiên mà ông Hi-je làm sau khi vượt ngục chính là đến cửa hàng của bà Ok-hi tìm bà. Nhưng lại gặp phải tổ trưởng của Jo-jin và vợ mình đang cười nói vui vẻ đi đâu đó với nhau. Việc này đã hoàn toàn khiêu chiến lòng tự tôn của một người đàn ông. Ông làm sao mà nuốt nổi cục tức này chứ? Hóa ra bà Ok-hi và tổ trưởng đến nhà Jae-ji đưa kim chi cho cô. Bà Ok-hi cảm thấy hổ thẹn với Jae-ji nên không dám gặp mặt cô, sau đó bà liền quay người rời đi. Tổ trưởng chỉ đành gọi điện kêu Jo-jin ra ngoài lấy kim chi, sau đó liền tắt điện thoại rồi đuổi theo bà Ok-hi. Bỗng nhiên phía sau lại có một chiếc xe dừng bên cạnh ông. Jae-jeon giả vờ hỏi đường để phân tán sự chú ý của ông. Ông Hi-je từ ghế sau mở cửa đi ra, lập tức lấy búa đập tổ trưởng. Ông ta ép tổ trưởng lên tường rồi nói tổ trưởng là đồ rác rưởi dám đụng vào vợ của ông, lại còn dám đến gần con trai ông. Tổ trưởng bảo ông bị điên rồi, làm gì có ông bố nào lại dạy con mình mấy cái trò đó. Ông có biết Jo-jin vì ông mà mệt mỏi như thế nào không? Nhưng Hi-je vẫn nhất quyết đưa tổ trưởng lên thiên đàng. Jo-jin đi ra tìm tổ trưởng và bà Ok-hi, muốn mời hai người cùng nhau ăn cơm nhưng lại nhìn thấy tổ trưởng của mình đang nằm trên mặt đất. Anh liền xông đến nhìn tổ trưởng đang thở hấp hối, nhanh chóng cởi áo khoác ra kê lên đầu ông, sau đó gọi xe cấp cứu. Ông Hi-je ngồi trong xe, nhìn cảnh này từ xa, sau đó mới yên tâm với Jae-jeon rời đi. Tổ trưởng nắm lấy tay Jo-jin nói với anh là ông Hi-je đã làm. Tổ trưởng căn dặn Jo-jin anh không giống Hi-je, tuyệt đối không được đi sai đường. Sau đó ông đã hoàn toàn tắt thở. 10 năm qua, tổ trưởng luôn coi Jo-jin là con của mình. Đối với Jo-jin mà nói ông cũng giống như bố mình vậy, bây giờ lại bị bố ruột của mình giết chết một cách tàn nhẫn. Ai cũng cảm thấy đau lòng vì sự ra đi của tổ trưởng, trong đó người đau lòng nhất chính là bà Ok-hi. Bởi vì tổ trưởng từng hứa sẽ ở bên cạnh chăm sóc bà, làm chỗ dựa cho bà, mãi mãi ở bên bà, vậy mà giờ ông lại không còn đây nữa. Bà Ok-hi không kìm nổi đau thương, ngồi sụp xuống đất, khóc không thành tiếng. Sau khi lo xong hậu sự, bà Ok-hi về nhà và ngồi trước cửa tiếp tục khóc. Chính vào lúc này bà đã nhìn thấy một người vô cùng đáng sợ, người đó chính là ông Hi-je. Ông ta hỏi bà sống có tốt không, bà Ok-hi nghe xong chỉ biết run sợ.
ông ta chính là một tên quỷ biến thái máu lạnh. Mục tiêu của ông ta chính là nghĩ mọi cách để khiêu khích Jorjin trở thành một cỗ máy sát nhân máu lạnh giống mình. Vì chuyện này mà ông ta đã vượt ngục và đưa tổ trưởng đã chăm sóc Jorjin suốt 10 năm qua về cõi trời. Thậm chí còn coi bà Okhi, mẹ kế của Jorjin là mục tiêu tiếp theo của mình. Ông ta trói Okhi lại muốn bấm nút đăng xuất cho bà, để khiến Jorjin vì chuyện này mà hoàn toàn bộc phát thú tính ẩn giấu trong người ra. Bà Okhi tức giận nói với ông ta đừng có mà ôm mộng tưởng nữa. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì Jorjin cũng sẽ không bao giờ trở thành một tên sát nhân giống như ông. Ông ta giận dữ liền lấy búa đập bà Okhi, nhưng bà vẫn cố gắng ngồi dậy nói với ông ta hãy mau chóng tiễn bà đi đi để bà chuộc tội lỗi năm đó bà đã nhìn thấy ông làm chuyện tàn ác. Nhưng bà lại không đi báo cảnh sát mà lại bỏ chạy. Nhưng mà đừng có đụng đến con trai của bà, tuyệt đối đừng có đụng đến chúng nó. Jize nói bây giờ bà lại muốn làm một người mẹ tốt sao? Lúc ông Hize giơ búa lên định đập Okhi, đột nhiên con trai cả Huyên Mu mở cửa xông vào. Vừa bước vào cửa anh đã nhìn thấy ông bố vực ngục đang muốn ra tay với mẹ kế. Trong lòng Huyên Mu vô cùng sợ ông bố biến thái này của mình. Bỗng nhiên ông ta đưa chiếc búa cho anh, nói với anh nếu muốn được công nhận, vậy thì hãy chứng minh cho ông ta xem. Bà Okhi nói ông ta điên rồi, bây giờ ông muốn bảo nó làm cái quái gì vậy? Rồi bà bảo Huyên Mu đừng nghe lời ông ta mau đi ra ngoài đi. Huyên Mu sau khi do dự hồi lâu liền giơ tay nhận lấy chiếc búa, quay đầu nhìn bà Okhi rồi nói với ông Hize, anh không ra tay được, cầu xin ông đừng làm chuyện xấu nữa. Không ngờ ông ta cướp lại chiếc búa, liền đập anh không chút thương tiếc, Huyên Mu đau đớn ngã xuống sàn. Ông tàn nhẫn nói kẻ yếu đuối sẽ không làm con của ông được. Lúc ông Hize chuẩn bị ra tay với Okhi, Huyên Mu lại xông lên bảo vệ bà lần nữa. Anh khổ sở cầu xin ông ta bỏ qua cho bà, nhưng cái anh nhận lại được chính là một búa của ông ta. Lúc ông đang định muốn dạy dỗ lại đứa con vô dụng của mình thì bà Okhi lập tức chắn trước mặt Huyên Mu. Ông Hize lại giáng búa xuống lần nữa. Huyên Mu hét lên tiếng mẹ ơi. Cảnh này không chỉ khiến ông ta nhớ lại Jorjin của 10 năm trước đây, khi Jorjin bảo vệ Jiji. Huyên Mu đau đớn nói ông không cần anh sao, anh là gì của ông, anh đã làm sai điều gì mà ông đối xử với anh như vậy. Tại sao người gì không có chút máu mủ với anh lại còn yêu thương anh hơn, giống như người nhà của anh hơn. Chính vì thế nên Jorjin mới đi mất, nhưng từ trước đến nay bố chưa từng bảo vệ anh. Nhưng dì đã 10 năm qua lại luôn lo lắng cho anh và Jorjin. Bà luôn đợi họ lớn dần, khóc vì bọn con. Tất cả những điều này bà ấy đều làm hết rồi. Nhưng ông Hize không chút động lòng, lại lạnh lùng đập cho Huyên Mu một đập. Ông nói anh không có tư cách làm con của ông. Ông còn tàn nhẫn nói hai người đi cùng nhau, vậy qua bên đó mà làm mẹ con và sống cho thật tốt đi. Ông lại giơ búa đập lên người Huyên Mu. Chuyện đã đến mức này, ông Hize đã chấp mê bất ngộ muốn tiễn cả con trai của mình xuống suối vàng. Vào lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng còi của xe cảnh sát. Jeonji lập tức gọi điện thoại cho ông, kêu ông ta mau chạy đi, ông ta chỉ đành tạm thời không ra tay giết hai người họ. Một lúc sau, Jorjin đi đến nhìn thấy anh trai và mẹ kế đang nằm trong vũng máu, anh vội vàng đưa họ vào bệnh viện cấp cứu. May mà hai người họ đều không nguy hiểm đến tính mạng. Bà Okhi thấy Huyên Mu vì cứu mình mà đang cấp cứu, nằm trên giường bệnh. Chuyện này khiến bà vô cùng đau lòng. Huyên Mu sau khi tỉnh lại cũng đã mở lòng với bà Okhi. Anh nói rằng sau khi ra viện thì sẽ tự mình đến đồn cảnh sát để tự thú. Mà bà Okhi cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nói với anh, nhất định bà sẽ đợi anh về nhà. Jorjin cũng đến thăm anh trai. Huyên Mu có chút ngại ngùng hỏi Jorjin sao lại đến đây. Jorjin nói bởi vì nhớ anh, muốn biết anh đã đỡ chưa. Huyên Mu ngại ngùng nói thấy rồi thì mau đi về đi tên nhóc này đến. Cuối cùng anh vẫn mạnh miệng như vậy. Jorjin muốn buông bỏ những thù hận trong quá khứ với Huyên Mu, bảo anh nhất định phải xin lỗi Jeji. Đợi sau khi anh đầu thú mình, mẹ kế và cả em gái sẽ luôn ở nhà đợi anh về. Tất cả những hiểu lầm của hai anh em đều đã được giải quyết. Sau khi về nhà, Jorjin nhìn thấy Jeji đang xem ảnh của bố mẹ cô. Hóa ra ngày mai chính là sinh nhật của mẹ cô. Jorjin chủ động yêu cầu ngày mai anh sẽ cùng cô đi thăm viếng. Jeji vui vẻ đồng ý. Sáng ngày hôm sau, lúc Jorjin chuẩn bị xuất phát lại nhận được điện thoại của Jeonji nói rằng bà muốn đầu thú. Nhưng ông Hize lại muốn giết chết bà. Anh lập tức lái xe đến đó mà không biết rằng mình đang rơi vào cái bẫy của bố mình. Hãy nhìn xem tên quỷ biến thái giết người hàng loạt này đã chúc thúc mê cô gái mà con trai ông thích vào đúng hôm sinh nhật mẹ của Jeji. Jeji được sự hộ tống của xe cảnh sát, cô và người quản lý liền cùng nhau ngồi xe lên núi để thăm viếng. Không ngờ xe đến sườn núi liền bị một chiếc xe chắn ngang đường đi. Một vị cảnh sát xuống xe kiểm tra tình hình, người phụ nữ trong xe hạ kính xe xuống và tháo kính râm ra, nhanh chóng lấy cây kim có tẩm thuốc mê chích vào người cảnh sát. Vị cảnh sát còn lại định xuống cứu giúp, nhân lúc đó ông Hize từ đằng sau đi ra giúp bà ta giải quyết nốt vị cảnh sát này. Sau đó lấy búa của mình ra đập vỡ kính xe, lôi người quản lý ra ngoài. Jeonji nhân lúc đó chút thuốc mê Jeji, sau đó ông ta liền gọi điện cho Jorjin uy hiếp anh. Nếu muốn Jeji sống thì hãy ngoan ngoãn một mình đến đây gặp ông ta. Biết được Jeji bị bắt đi, Jorjin vô cùng tức giận. Vì muốn cứu cô, anh chỉ đành ngoan ngoãn làm theo lời của ông ta. Theo địa chỉ mà ông Hize, Jorjin đã đi đến trước mộ của bố mẹ Jeji. Anh nhìn thấy trên những bó hoa tươi là chiếc búa bị rỉ sét. Jorjin bước đến nhìn ảnh của bố mẹ Jeji, sau đó nhặt chiếc búa lên và thề với lòng nhất định sẽ cứu được Jeji an toàn ra ngoài. Cùng lúc đó, Jeji cũng đã tỉnh lại. Hize nói lâu rồi không gặp cô,
như đã hứa lần này ông nhất định sẽ gặp lại cô. Lần này Jeji không còn sợ ông ta nữa. Ngược lại, cô còn tức giận tát ông ta một cái, còn lấy hết dũng khí nói với ông ta hãy xin lỗi mình. Bởi vì hành vi phạm tội của ông không chỉ khiến cô mất đi bố mẹ và hạnh phúc, mà còn khiến cô phải thay tên đổi họ sống trong bóng tối suốt 10 năm. Còn phải xin lỗi cả người nhà của những người bị hại. Hơn nữa, cả chính con Jojin của ông. Ông Hize không cho rằng mình đã làm sai. Ông chỉ là giúp họ kết thúc sớm một cuộc đời không có ý nghĩa mà thôi. Ông lại dùng búa nhấc cằm của Jeji lên. Ông nói đợi sau khi cô lên thiên đàng, Jojin cũng sẽ tìm thấy con người thực sự của chính mình. Jeji nói cho dù ông có chuyện gì tàn nhẫn với cô đi chăng nữa, Jojin cũng sẽ không thành loại người như ông. Lời nói này hoàn toàn chọc ông ta nổi giận. Ông túm tóc của Jeji lên, giơ búa lên định đập cô, nhưng rất nhanh, Jojin đã cầm búa đi tới đó. Sau đó bố con, họ lại đối đầu với nhau. Vừa gặp ông Hize liền nói ông đã tiễn Jeji rồi. Jojin lập tức mất đi lý trí, dã tính trong người anh đã được kích hoạt lên, giơ búa lên muốn ra tay với bố mình. Nhưng Hize vênh mặt lên nói anh là con trai ông sẽ giúp anh trở nên mạnh hơn. Jojin quay đầu nhìn vết máu trên ghế, cuối cùng đã tức giận ra tay với ông Hize. Việc này đã đúng như mong đợi của ông ta. Jojin lại nghe thấy tiếng gọi của Jeji hiện lên trong đầu anh. Jojin kịp thời khôi phục lại lý trí. Anh không thể trở thành một người giống như bố mình được. Hơn nữa, ông ta cũng không hề ra tay với Jeji. Cho dù thực sự muốn ra tay với Jeji thì nhất định sẽ ra tay trước mặt anh. Bởi vì bố anh muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ anh từ từ phát điên. Vậy nên anh tin rằng Jeji vẫn còn sống, còn ông ta đang nghĩ mọi cách để kích thích anh. Ông uy hiếp anh, nếu như không ra tay với ông, vậy thì Jeji sẽ lên trầu trời. Jojin rung giày giơ búa lên định ra tay. Nhưng lúc này những lời của tổ trưởng lại hiện lên trong đầu anh. Sau đó, anh vứt chiếc búa đi. Anh nói nếu như anh ra tay với bố, sẽ có rất nhiều người sẽ đau khổ vì anh. Vậy nên anh sẽ dùng cách của anh để kết thúc chuyện này với bố. Bố Jojin nói ok vậy thì ông sẽ hủy hoại hết tất cả mọi thứ trước mặt anh. Jojin nói với bố mình vì chuộc lại những tội lỗi của ông nên anh mới trở thành cảnh sát, âm thầm nhẫn chịu mọi thứ. Lúc này Jeji đẩy ngã Jeonji ra, dùng hết sức lực cướp lấy ống tiêm trong tay của bà ta, sau đó chích vào người bà. Rồi cô lập tức lấy điện thoại của bà ta, báo cho công an địa chỉ mà cô đang ở. Bên trong này, ông Hize vẫn không ngừng tẩy não anh. Ông bắt anh đứng dậy nói ông không cần một thằng con trai yếu đuối rồi ông ta bắt anh cầm búa. Jojin nhất quyết không cầm chiếc búa đó. Lúc này Jeji chạy tới gọi Jojin. Jojin bảo cô mau chạy đi. Jeji không những không bỏ chạy mà còn ôm lấy anh. Cô nói với Hize cô đã báo cảnh sát rồi, lần này ông không thoát nổi đâu. Ông bố giống như quỷ máu lạnh biến thái này lại đang ra tay với chính con trai của mình. Lúc ông ta đang xoay búa chuẩn bị giải quyết Jojin, bỗng nhiên Jeji đi ra ôm lấy Jojin giống như 10 năm trước Jojin bảo vệ cô vậy. Cảnh tượng này càng khiến ông ta nóng máu. Ông giơ búa lên và tàn nhẫn đập xuống vì để bảo vệ Jeji nên Jojin đã quay người sang hứng chịu cú đập này. Sau đó dùng sức đẩy bố mình ra, ông ta đập liên tục vào người anh. Cuối cùng, hai bố con xông vào đánh nhau, Jojin bị ông ta siết chặt từ đằng sau, không cử động được. Một người xuất thân từ trường cảnh sát như anh, chỉ cần dùng sức đã vặn được cổ tay của ông ta. Chiếc búa trong tay ông ta cũng rơi xuống. Trong lúc hai người vật lộn thì cuối cùng cảnh sát cũng tới. Jojin đã tự mình còng tay ông lại. Hize bị bắt giam do bị tình nghi bắt cóc và cả hai vụ án nên ông đã bị bắt. Tên sát nhân máu lạnh của đất nước Kim Chi này cuối cùng cũng dính lưới, hơn nữa còn bị chính con trai mình truy nã quy án. Sự tức giận hoàn toàn tan biến, cuối cùng ông cũng không làm được Jojin trở thành người giống như ông. Jojin đỡ Jeji đi ra ngoài. Jeji nhớ lại đêm Tết 10 năm trước, bố mẹ mình bị Hize ra tay tàn nhẫn. Jojin hổ thẹn quỳ bên đường, cô đã khích lệ anh hãy tiếp tục sống tiếp. Bởi vì có một ông bố như vậy không phải là lỗi của An. Lúc mọi người đều cho rằng vụ án đến đây là khép lại. Trong nhà kho, ông Hize nhân lúc cảnh sát mở còng tay, ông liền cướp lấy súng của anh ta và bắt anh ta làm con tin. Jojin nhìn thấy bố mình vẫn mãi không buông. Anh liền giật lấy súng của đồng nghiệp bên cạnh, trực tiếp ngắm thẳng ông Hize. Anh không chút do dự bắn vào chân của ông. Ông Hize lại bị cảnh sát bắt lại lần nữa. Lần này Jojin đã thắng bố mình, cũng đã khống chế được con quỷ bên trong mà ông ta đã truyền cho anh. Cuối cùng, cái ác cũng sẽ bị tiêu diệt. Từ đó trở đi, bà Ốc Hy và con gái cũng quay trở lại cuộc sống bình thường. Còn Jojin mỗi ngày đều ở bên Jeji. Buổi sáng có thể ngắm người mình thích thức dậy. Cảm giác hạnh phúc bình yên này chính là khát vọng của họ. Jeji tinh nghịch hôn lên má của anh. Anh liền dịu dàng nâng mặt cô lên rồi hôn lại. Nhịn lâu như vậy, cuối cùng người cũng phát cẩu lương rồi. Đúng là không dễ dàng gì, Jeji cũng quay về cuộc sống là một diễn viên của mình. Con đường nghệ thuật ngày càng rộng mở, thậm chí cô còn diễn cả vai nữ cảnh sát. Còn có cả một nhóm fan chân thành với cô. Jojin bởi vì một mình xả thân để giải cứu con tin đã thành công bắt nghi phạm Hize vào tù. Anh được bổ nhiệm làm thanh tra cảnh sát, trở thành một vị cảnh sát bảo vệ an toàn cho người dân. Hôm nay là ngày anh trai Huyên Mu chầu tòa, nhìn thấy mẹ kế Ốc Hy và em gái Seojin đang ngồi ở dưới. Bây giờ anh không còn cô đơn nữa, sau đó Jojin cũng đã tới. Hơn nữa còn trao cho Huyên Mu một ánh mắt kiên định để cổ vũ anh. Cho dù Huyên Mu bị pháp luật trừng trị nhưng cuộc sống của anh cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời và hy vọng. Hize cũng bị kết án tù chung thân. Jeji nhìn ảnh của bố mẹ mà rơi nước mắt.
Jojin nhẹ nhàng đi tới an ủi cô. Hãy khóc đi, đừng có chịu đựng nữa. Anh nói cô sau này hãy khóc trước mặt anh, đừng khóc một mình. Anh sẽ luôn ở bên cạnh cô ngay cả khi cô khóc. Sau đó Jojin nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cặp đôi yêu nhau vừa được giải thoát này, sau khi trải qua nguy hiểm hết lần này đến lần khác, cuối cùng đã có cái kết tốt đẹp. Trong mắt của người thường, tình yêu của họ chính là một đoạn nghiệt duyên, nhưng chỉ cần họ thật sự yêu nhau thì nhất định sẽ đánh bại được những khó khăn cản trở tới. Hôm nay họ hẹn nhau đến dưới một gốc cây to để chào tạm biệt bản thân trong quá khứ. Chính vì hai người đã được giải thoát khỏi quá khứ, sống trong tương lai. Vì thế những đám mây đen trong cuộc sống cũng biến mất không thấy nữa. Cuối cùng họ đã có được một cuộc sống hạnh phúc thuộc về chính mình. Cảm ơn các bạn đã xem bộ phim, nhớ bấm like, đăng ký kênh, nhấn chuông để đón chờ những bộ phim tiếp theo nhé.